thấy thấm Tường Vi nè. Thì tuần trước là cái tuần đầu tiên mình đi cái chương trình gọi là vòng eo con kiến, thì mai mốt á, trong này sẽ là con kiến con kiến bé xíu, con kiến biên, con kiến Tường Vi, mình sẽ gọi những cái người tham gia chương trình là những con kiến nhỏ. Thì cái chương trình nó sẽ chia ra, đáng lẽ cái chính của mình á, là mình tập trung vào để mà xuống cân, đó là mục đích chính. Nhưng mà mình vẫn chưa vô cái chủ đề chính đó, mình vẫn đi vòng vòng ở ngoài. Mình chia ra ba cái giai đoạn chính. Cái giai đoạn đầu tiên á là cái giai đoạn là mình điều chỉnh lại cái cách chọn lựa thức ăn là chính, mà với là mình bổ sung thêm kiến thức cơ bản trước khi mình đi vô giảm cân. Và mình đi vô giảm cân liền á mà mình chưa có kiến thức nền tảng á, hoặc là mình chưa điều chỉnh thức ăn á, thì mình vô mình làm rất là khó. Và khi mà bạn bước vô cái giai đoạn 2 á, là cái giai đoạn nhịn ăn gián đoạn á, thì nó làm nó dễ hơn rất là nhiều. Lúc đó bạn làm bạn sẽ không thấy mệt, bạn làm nó rất là dễ dàng và xuống cân rất là nhanh. Thì bản thân của chị xuống cũng rất là nhiều cân rồi, mà chị sẽ sợ là xuống nữa là sẽ không còn xinh, không còn mũm mĩm nữa, cho nên cũng đang sợ là sẽ xuống nhiều quá. Rồi cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mình sẽ gọi là maintain cái số cân của mình và không để cho nó lên nữa, có nghĩa là mình thay đổi một cách bền vững, là cứ thế mà đi thôi, chứ không phải nhịn ăn gián đoạn nữa, mà cũng không làm gì cực khổ nữa, mà cứ mỗi ngày cứ ăn, cứ mỗi ăn như vậy. Ngọc Ánh nói gì dạo này dì Viên ốm quá, đúng là ốm không, có những video 2 3 tháng trước á, nó tròn mà nó mũm mĩm cho xuống xuống hơn 10 kg á, xuống nhiều vậy đó, mà sẽ xuống nữa, có nghĩa là bây giờ muốn xuống nhiều là xuống á. Thì để cho các bạn đừng quá lo lắng là tại sao mà vẫn chưa vào cái chủ đề chính, là nó có cái mục đích riêng như vậy. Còn để mà nhịn ăn, có một số bạn vẫn họ nhắn tin riêng và hỏi á, thì mình sẽ bật mí cho các bạn có những cái gọi là cái xuống cái nhiều quá có sao không chị Viên? Không em, nếu mà xuống mà em ăn uống nó đúng á, là không có sao cả. Mình đúng, mình xuống ngay cái thể trạng của mình á, là nó tốt. Ví dụ như là chị khoảng 50 kg đi, thì ở cái mức độ 50 kg đó là đừng có xuống nữa, đừng có xuống 40 á, thì nó khủng khiếp quá. Còn mà mình xuống ngay cái thể trạng của người châu Á và cái khung đó là đẹp, là không có sợ. Thì bật mí một số vấn đề về cái nhịn ăn gián đoạn trước khi chị Tô Ánh Loan với Cẩm Tú vào, để cho các bạn có động lực, thấy excited để đi theo. Có nghĩa là bạn nào á mà muốn xuống từ 7 tới 10 kg, khi mà nhịn ăn gián đoạn bạn chỉ ăn một bữa trong ngày thôi, có nghĩa là ăn bữa trưa thôi, mình không recommend các bạn ăn buổi chiều. Cái giấc trưa là cái giấc tuyệt vời nhất, và bạn sợ rằng ôi trời, nếu mà trước đó một ngày ăn một buổi sao sống, sao mà chắc chết quá. Nhưng mà ai cũng làm được hết, cả ngàn người cả vạn người đều làm được hết, nó không có vấn đề gì hết. Nhất là khi bạn đã có những cái kiến thức nền tảng, thì bạn ăn một ngày một buổi không có mệt mỏi, không có làm các bạn vấn đề gì hết. Thì có một người là trong vòng 1 tháng á, là chị xuống 36 bao. 36 bao là chị Cali á. Chị xuống 36 bao. Đó là cốt khóa khóa 1 hả? Chị là cốt khóa 1, chị xuống 36 bao là nhiều lắm mà. 1 tháng mà xuống 36 bao là khủng khiếp. Thì chị Cali á, là nhịn ăn một ngày một bữa, đúng buổi trưa. Một ngày ăn đúng một bữa trưa thôi. Nhưng mà không phải là mình kể cái không phải là mình có nghĩa là buổi trưa đó không phải muốn ăn gì là ăn. Nó có nghĩa là cái bí quyết, nó có nhiều cái bí quyết nhỏ 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 lắm. Mà khi bạn vào cái giai đoạn 2 thì đi vào hội nhóm á, thì những vấn đề này mới được nêu ra. Ví dụ nhịn ăn gián đoạn ngày một bữa, có nghĩa là đợi tới bữa trưa ngày hôm sau mình cũng được ăn gì hết đó, cho dù là nếm kẹo, hay là bỏ một chút muối vô, hay bỏ chút đường vô miệng, hay là bỏ ăn muối cam, hay là ăn muối quýt, nó đều không có xuống cân nhanh. Xuống cân nhanh đó là phải là không được ăn gì hết, chỉ uống nước.
mà lúc người khi nào người cũng cầm bên chai kênh chai nước suối hết, tại vì có những lúc đói mình uống nước vô á là cái người mình nó bớt đói đi, bớt đói đi. Thì đó là những cái trick để cho các bạn có thể nhìn ăn, có thể xuống cân. Còn bạn nào mà muốn xuống 2-3 ký á, thì có thể là ăn 2 bữa một ngày. Nhưng mà bạn nào mà muốn xuống thật nhiều ký giống như chị á, là bạn ăn một buổi thôi mà dư sức làm được, dư sức qua cầu luôn á, không có vấn đề gì hết. Không, bạn biết á, chị đi làm ở trong pharmacy á, nó cực khổ khủng khiếp lắm. Có nghĩa là nó cái pharmacy mà nó cái drive thru á, nó không bao giờ nó ngưng kho hết, ở trước khi nào cũng có người hết á. Có nghĩa là rất là bận, mà chị mà ăn được 1 ngày 1 bữa thì không có người nào trên cuộc đời này mà không làm được hết, tại vì cái công lượng việc đó nó nhiều á. Nhưng mà không sao, trước đó thì chị nghĩ rằng là ăn 1 ngày 1 bữa sao sống, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ làm được dư sức qua cầu, dư sức qua cầu luôn. Mà nếu mà bạn nhìn ăn 1 ngày 1 bữa hả, một ngày bạn có thể xuống 2 pound, một ngày 2 pound, một ngày 2 pound, trong vòng 1 tuần thôi là đã thấy xuống 10 pound rồi. Cho nên đó là những cái động lực cho những bạn mà bây giờ xuống hoài không có được, nhưng mà lúc đó sẽ nó cần đội nhóm để ủng hộ tinh thần nhau đi á. Thì hy vọng cái chương trình này sau này nó sẽ có nhiều bạn tham gia. Rồi một cái tip nữa khi nhìn ăn gián đoạn á, là bạn phải phải không ăn nhiều. Có nghĩa là cái tháng này là cái tháng đầu tiên á, là 4 tuần đầu á, là để mình chuẩn bị cho cái chương trình, cho cái thức ăn mà mình ăn bữa trưa đó mình ăn cái gì. Cho nên cái 4 tháng đầu này nó rất quan trọng, 4 tháng đầu này cực kỳ quan trọng. Tại vì á, nó làm cho mình á, nó bớt cái sự insulin á, nó bớt tiết ra nhiều á, thì cái lúc mình nhìn ăn 1 ngày 1 bữa nó không có vấn đề gì hết, nó không có bị thấy đói lả, không có rã rượi người, không có đổ mồ hôi, không có bị những cái vấn đề về hạ đường huyết. Như 4 cái tuần đầu này nó giúp bạn chuẩn bị cái tinh thần để đi bước vào nhìn ăn gián đoạn. Khi bạn Google trên tiếng Mỹ á, thì cái sai lầm đầu tiên của những người nhìn ăn gián đoạn là họ vô quá sớm. Có nghĩa là người đang bình thường vậy tự nhiên nhảy vô nhìn ăn gián đoạn thì họ không đủ kiên nhẫn, tại vì cơ thể nó cứ gào thét mỗi lần nó đói. Nhưng mà 4 tuần này để bạn chọn những cái nhóm thức ăn phù hợp. Khi mà ăn buổi trưa đó, bạn sẽ khi mà bạn quen rồi á, bạn không có muốn ăn nhiều luôn á, ăn nhiều nó sẽ thấy mệt. Và bạn sẽ ăn những nhóm ví dụ như là bạn chọn sữa ngũ cốc đi, thì cái ngũ cốc đó bạn mua ở ngoài, bạn ra ngoài Costco á, bạn mua hạt hành nhân hoặc óc chó mà cái dạng mà họ không phải là họ sấy rồi hay họ chiên xào gì rồi, cái dạng mà raw á, xong bạn về bạn ngâm qua đêm, sáng mai bạn xay nhuyễn trong máy sinh tố. Buổi trưa bạn xay nhuyễn bạn uống. Nếu mà bạn muốn xuống 7 tới 10 ký nha, là 20 pound á, thì bạn chỉ mọi thứ chỉ trong buổi trưa. Còn nếu bạn xuống 4 ký trở xuống á, thì bạn buổi sáng bạn có thể uống sữa đó, uống sữa gọi là sữa hạt. Đó là những cái tip. Rồi cái tip quan trọng nữa là bạn phải cân mỗi ngày, và bạn phải ghi xuống. Một cái tip quan trọng nữa là khi ăn á, không bao giờ ngồi ăn trong cái bếp cả. Không có lấy đồ ăn ra dọn một bàn ra ăn, không bao giờ. Bạn ăn như vậy là bạn không bao giờ xuống ký được, mà bạn phải lấy một cái đĩa ha, chuẩn bị đồ ăn bỏ vô trong đó, rồi xong rồi bê đi chỗ khác ngồi ăn, giống như là cái bếp nó ở dưới tầng 1 đi, thì mình đem cái dĩa đó, là hôm nay mình chỉ được ăn chừng này, là mình đem lên phòng ngủ, hoặc là mình đem ra ngoài sân, hoặc là mình đem tới một cái phòng nào đó, đừng có gần cái bếp. Tại vì mình soạn ra một cái bàn mình ăn á, là mình cứ bị ăn nhiều hơn cái thức ăn mình mong muốn, và cái điều đó nó không làm mình giảm cân được. Cho nên á, phải cầm cái dĩa đó đi đâu cũng được, đừng có ngồi gần cái gian bếp, đừng có ngồi đó rồi lấy thấy cái này rồi thấy cái kia, tại trong gian bếp nó nhiều đồ ăn lắm. Bạn cứ cầm cái đó, có nghĩa là hôm nay ăn chừng này là ăn chừng này. Còn ví dụ như bạn ra ngoài tiệm ăn phở, buổi trưa đó mình quyết định ăn phở, thì ra cái người đó mình gọi á, họ thường mình sẽ gọi là để một nửa bánh phở thôi, nhưng mà lỡ người ta có lấy ra một tô bánh phở đầy luôn á, thì mình lấy ra cái chén xong mình gấp nửa bánh phở đó ra, mình đưa lại nó, em đem vô giùm chị, tại vì để đó thế nào mình cũng ăn. Có nghĩa là mình phải biết là hôm đó mình ăn cái gì, và mình phải phải dính như vậy.
Và một cái tip nữa là khi mà bạn ăn á, không có chơi ăn gian, trong nhịn ăn gián đoạn là không có chơi ăn gian, tại vì mọi người ăn gian quá cho nên không xuống cân. Ví dụ ăn ngày 2 bữa, là buổi 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều đi, thì trong khoảng đó là chỉ uống nước lọc thôi, không ăn gì hết á, không ăn gì hết nếu mà muốn xuống cân nha. Còn bạn nếu bạn cứ chép chép cái miệng á, bạn cứ ăn gian á, thì nó không xuống. Còn ví dụ như một ngày mà ăn một bữa đó là không có chơi ăn gian, không có miếng cam miếng bưởi miếng mít, không nếm không gì hết trơn á, là có nghĩa là chỉ có nước lạnh thôi. Tại vì bây giờ mình phải kiên quyết xuống cân thì mình chỉ ăn nước lạnh thôi, mình uống nước lạnh thôi, thì chắc chắn các bạn á, là trong một tuần là một ngày bạn có thể cân và bạn xuống 2-3 pha uống, và nó xuống bền vững, xuống hoài tới khi nào. Và đừng có lo cái tâm lý các bạn lo, trời ơi xuống nhiều quá rồi nó đuối rồi nó xỉu rồi nó chết rồi người không đủ năng lượng rồi đường nó không lên não, những cái đó sẽ được giải thích ở trong chương trình tới, là mình quá bị dư thừa đi, mỡ chì dư quá trời mỡ nè, dư mỡ mỡ trong tay trong chân quá trời. Không bao giờ mà bạn bị rơi vào cái trạng thái mà bị, chút nữa chị trả lời Hồng Thắm, bị rơi vào cái trạng thái là chết rồi, cơ thể mình sẽ bị sức đau, có nghĩa là nó không làm việc nữa, là bạn sẽ rơi vào trạng thái là khô mà, ngất xỉu rồi chết, tại vì cơ thể nó không có đủ chất dinh dưỡng. Không phải, nó sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra, nó chắc chắn sẽ không. Có hai vấn đề về bệnh lý mà các bạn hay hỏi, nó nổi bật chứ vấn đề bệnh lý nó nhiều lắm, nhưng mà nếu mà bạn không học học trong ngành y á, mà bạn phát ngôn mà không đúng là không có được. Những người bệnh bao tử nó có nhiều loại lắm, chứ nó có phải một một level đâu. Có người là họ bị loét, có nghĩa là cái màng ở trong bao tử nó bị loét, nó đã bị hư, nó đang lở đỏ táy và nó rất là đau. Thì cái đó bạn phải chữa lành bạn mới nhìn ăn gián đoạn được. Còn ví dụ như lâu lâu bạn bị dư axit và cái axit đó nó làm bạn cồn cào khó chịu, thì đương nhiên bạn sẽ nhìn ăn gián đoạn sẽ được, nó không có vấn đề. Cho nên á, là nó tùy bệnh bao tử, nó tùy vào tình huống, chứ không phải là cứ, có nhiều chuyên gia họ nói là họ do không học trong ngành y, họ sẽ nói là cứ bệnh bao tử cứ nhìn ăn cứ ăn gián đoạn đi không có sao cả. Nhưng mà nếu mà bạn đi những chương trình mà có những bác sĩ á, họ theo dõi á, thì họ sẽ theo dõi với các bạn, họ biết cái level các bạn nó bị như thế nào. Bệnh tiểu đường đương nhiên á, là nhìn ăn gián đoạn nó sẽ tốt cho tiểu đường, nhưng mà nếu mà bạn đang trên uống thuốc metformin hoặc là uống insulin, chích insulin, thì bạn phải điều chỉnh thuốc, tại vì bạn vừa nhìn ăn gián đoạn mà bạn chơi cái thuốc đó là bạn sẽ bị khô mà, bạn sẽ bị ngất xỉu và chết. Tại vì á, còn nếu mà một cái người bình thường có nghĩa là không có bị diabetes đúng không, thì bạn nhìn ăn đi nữa, cái lượng đường trong cơ thể nó tự, có nghĩa là người đó nó tự điều chỉnh thì đường nó tự nuôi người đó. Nhưng mà người đó mà đang bị tiểu đường, mà đang uống thuốc tiểu đường hoặc insulin, mà cơ thể nó không thể nào nó một mình nó vực dậy hay nó tự điều chỉnh được, mà do thuốc nó tác động mạnh quá, và bạn sẽ rơi vào trạng thái khô mà, trạng thái là bị là ngất xỉu và chết, mà chết nếu mà không được phát hiện tạm thời, cái lượng đường huyết nó hạ quá thấp. Cho nên nó, nếu mà bạn nào có bệnh nền lớn bệnh thì phải phải tham vấn với bác sĩ, hoặc là đi những cái chương trình có bác sĩ, hoặc là nếu mà chị có thời gian thì chị sẽ tư vấn riêng. Chứ bạn bạn có bệnh nền mà bạn đang uống thuốc đang chích insulin là không có được theo cái chương trình này, và bị bao tử mà ở cái giai đoạn nặng là không đi theo chương trình này. Thì đó là những cái mà mình chắc chắn các bạn sẽ xuống ký rất là nhanh, xuống sẽ được, có nghĩa là sẽ xuống trước được, tại vì chị làm được thì các bạn làm cũng được. Thì đó là những cái mà để cho các bạn có động lực để đi, kiên nhẫn đi theo, có nghĩa là phải đợi 2 tuần nữa mình mới bôi nhìn ăn gián đoạn được, lúc đó mình mới xuống ký được, phải đợi 2 tuần nữa mới đẹp được, chứ bây giờ là chưa, bây giờ phải phải chuẩn bị kiến thức trước. Người đang quen cho em bé bú, em đang cho em bé bú, em cần dinh dưỡng, em không có thực theo chương trình này được. Thì đó là những cái câu hỏi rất là hay của cô.
Thì sau cái chương mình vào đây, tại vì hôm nay có lớp course thì chút nữa có khóa 4 là khoảng 10 giờ, 9 giờ tối hả? Giờ Việt Nam mình sẽ qua cái phòng code để học. À, chị sẽ ngồi đây 1 tiếng thôi để ủng hộ cho Cẩm Tú với là chị Tô Ánh Loan. Để chị thông báo luôn là cái lớp mà chân dung người phụ nữ quyến rũ mà nhiều người, nó có tên là Vàng Người Mê á, thì các bạn sẽ dời là ngày 5 tháng 8 mới bắt đầu khai giảng. Mà mình nghĩ các bạn nên theo cái lớp đó, những bạn hẹn hò nên theo cái lớp đó, tại vì chị không biết khi nào chị có thời gian chị làm lại một cái tour, nó tới 5 6 buổi lận, nó rất là dài. Thì để rồi chương trình dạy con nó sẽ xảy ra trong tháng 8, và một cái lớp là chị sẽ soạn lớp cho cái người mà đang có chồng ngoại tình. Thì ba cái lớp đó hứa hẹn là trong cái tháng này hoặc là cái tháng tới nó sẽ xong để các bạn có thể vô học. Rồi để coi còn gì để nhớ nữa không. Thì trong đây thì có các cốt khóa 4. Nói chung thì cốt khóa 4 đi vào học thì nó cũng bây giờ cũng khá đông rồi. Có nghĩa là chị nghĩ chắc nó phải từ 18 tới 20 course khóa 4 lần. Và mọi người rất là mừng. Có nghĩa là sau 1 tháng thì có sự thay đổi rất là lớn về nhận thức. Và các bạn có nhiều bạn khóc, có nhiều bạn nhắn tin nói là em may mắn em trong cái lớp này. Thì cái điều đó nó làm cho mình rất là cảm thấy rất là vui. Là tại vì cái giai đoạn đầu á của các khóa course là khó nhất, các bạn hoang mang lắm, các bạn không có nhận được nhiều như các bạn nghĩ. Nhưng mà có lẽ là các khóa về càng về sau nữa thì cái kiến thức nó bền vững, nó chắc hơn, thì nó sẽ thay bộ các bạn nhanh hơn. Và chị chắc chắn là cốt khóa 4 sẽ học được rất là nhiều. Bây giờ chị cảm giác như là 1 năm là sẽ không đủ kiến thức cho các bạn á, nó nhiều tới cái mức đó, tại vì mình đi quá chậm mà mình phân tích quá là sâu. À, chị nói chị lấy 15 phút mà chị lấy 17 phút. À, em trả lại diễn đàn cho chị Tô Anh Loan với chị với Cẩm Tú. Cẩm Tú, em có thể bắt đầu chia sẻ cái slide của em. Dạ, cảm ơn chị Biên. Những gì chị chia sẻ rất là giúp ích cho mọi người ạ. Dạ, không biết chị Loan có vào chưa ha? Chị hồi nãy chị thấy chị Loan vào Chị rồi. vào rồi Tú ơi. Em cứ Dạ, vào dạ. đi. Dạ, để em xin phép chia sẻ màn hình buổi học hôm nay nha. Cảm ơn chị Biên nhiều lắm. Thì mình đã nhờ các bạn về để làm bài tập đó. Thì có bạn xin lỗi nó nhảy màn hình. Thì có bạn bạn Khánh Phạm đã gửi cho mình bài tập về nhà nè, rất là chuyên nghiệp. Một like cho Khánh nha. Cảm ơn Khánh nhiều. Thì bạn có ghi vào đây là 5 giờ tới 6 giờ, 6 rưỡi tới 7 giờ rưỡi, 12 giờ tới 5 giờ chiều thì làm cái gì, 7 giờ trở đi thì làm cái gì. Thì này rất là tốt các bạn, thì cái này nó gọi là những cái thông tin nền để cho chúng ta ghi như vậy, thì sau này xong thông tin nền này khi chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ thấy có những cái nó sẽ lặp đi lặp lại, và những cái đó là những cái cần thiết cho chúng ta để cho chúng ta điều chỉnh lại cái những cái hành vi chưa đúng, để mà mình có thể giúp cho mình dễ hơn nhận diện ra những cái hành vi chưa đúng, để cho mình dễ ăn kiêng hơn. Thì các bạn cứ làm như vậy cho tới cái tuần thứ năm, mà chúng ta khi bắt đầu chúng ta ăn kiêng gián đoạn á, thì các bạn sẽ nhận ra ồ, thì ra mình như vậy, thì các bạn rất là dễ dàng bước vào chuyện ăn kiêng. Dạ, thì xin các bạn làm bài tập và nộp cho mình nha. Mình có thể ngồi coi và sẽ suy nghĩ sau và biết cấp được cái gì, để mình thấy được những cái gì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn ha. Thì chị Loan ơi,
Em bữa hôm nay á, hôm qua thì em suy nghĩ là em quên nói với các bạn về thêm một vấn đề về tỷ lệ trao đổi chất và tuổi tác đó chị. À, Không, chị có muốn chia sẻ thêm cho các bạn không? em Cái cứ chia sẻ là chính đi, chị chỉ tham gia hỗ trợ và trả lời các câu hỏi nào cần thôi. Dạ, cảm ơn chị Chương Lan trình nhiều. Hôm nay này chị chủ Lan xinh động vẫn quá. là Tú. Dạ, cảm ơn chị Lan nhiều. Thì cái về vấn đề đây là cái công bên trái màn hình đó là cái công thức tính tỷ lệ trao đổi chất cho đàn ông và phụ nữ dựa vào theo tuổi. Thì ở trên mạng nó cũng có những cái app ứng dụng tính sẵn cho các bạn, mình chỉ đưa ra đây cho các bạn để bạn hiểu là khi mà mình càng lớn tuổi á, thì cái tỷ lệ trao đổi chất của mình nó sẽ càng giảm. Các bạn thấy giảm nhiều không? Giảm tới năm 20 tuổi nó lại giảm xuống một nửa rồi. Tới năm 40 tuổi thì nó từ từ nó giảm xuống. Khi mà mình tập thể dục á, thì cái tỷ lệ trao đổi chất thì nó nhân cái số đó nó nhân lên 1.2, 1.375, 1.5, 1.70, 725, có nghĩa là khi bạn tập thể dục nhiều thì bạn sẽ giảm nhiều calorie, nhưng mà tuy nhiên nó không có nhiều giống như bạn nghĩ. Nó chỉ là nhiều hơn 200-300 calorie so với là khi mà bạn không vận động, nhưng mà cái việc vận động nó vẫn rất là tốt cho cơ thể. Nhưng mà mình phải biết là mình tập bao nhiêu, mình bỏ ra bao nhiêu calorie. Giống như là 200-300 calorie tập thể dục không thể nào bằng một ly trà sữa bạn uống được. Đó là cái điều mà mình muốn nói, là mình vận động 1-2 tiếng, đi bộ 1 tiếng đồng hồ chỉ có 200 calorie, nhưng mà mình uống ly trà sữa có 5 phút thôi mình sẽ bị mất 6 mình sẽ bị bỏ vô 600 calorie. Đó, đây là cái mục đích chính mình nói về cái vấn đề này. Thì khi bạn biết hiểu biết về cái đó thì mình sẽ dễ cho mình có nên uống hay không, hay là mình phải tập thêm 3 tiếng nữa mới xong được cái ly trà sữa ha. Thì tại sao khi chúng ta thêm tuổi thì chúng ta mập ra? Thì giống như mình nói, càng lớn tuổi thì tỷ lệ trao đổi chất càng giảm. Ví dụ như khi mình 18 tuổi, lấy chỉ số là mình đi, cao 1m7, nữ, hoạt động nhẹ thì lượng calorie đốt mỗi ngày là 2.000, khoảng 2.000 calorie. Tới khi mình tuổi mình bây giờ thì cái lượng calorie đốt mỗi ngày mình còn có 1.800 thì mình đã giảm 200. Tuy nhiên trong cái đầu của mình á, thì mình vẫn nghĩ mình giống như 18 tuổi đó các bạn. Cho nên mình ăn vẫn giống như hồi 18 tuổi. Mà nếu bạn ăn vẫn như cũ thì sao? À, cái vấn đề là cái đầu của mình nó không có kịp thay đổi theo cái con người của mình, nó thay đổi theo thời gian, nhưng mà mình vẫn nghĩ giống như mình 18 tuổi. Nếu bạn vẫn ăn như cũ thì sao? Thì nếu bạn ăn như dư khoảng 500 calorie mỗi ngày, giống như mình nói, thường là bạn không biết vì vẫn nghĩ mình ăn vẫn giống như hồi xưa thôi chứ mình có ăn nhiều hơn đâu, thì bạn sẽ tăng 1 pound trong 1 tuần, có nghĩa là nửa ký trong 1 tuần, thì khoảng 2 tuần thì tăng khoảng 1 ký. Thì bạn cũng thấy rồi đó, rất là dễ tăng ký khi mà mình càng lớn tuổi đó. Thì mình ăn bao nhiêu để giảm, nếu mà như vậy thì mình ăn bao nhiêu để giảm cân, thì khoảng bạn 18 tuổi là phụ nữ thì ăn 2.000 calorie thì vẫn giữ nguyên cân. Thì vì vậy bạn muốn giảm cân thì bạn ăn khoảng 1.500 calorie mỗi ngày thì sẽ giảm được 1 pound 1 tuần, có nghĩa là 0.45 kg mỗi tuần. Chỉ số này thì có nghĩa là bạn ăn giảm phải giảm hết 500 calorie so với cái tuổi của bạn bây giờ, chứ không thể nào so với cái trung bình 2.000 calorie hoặc là 2.500 calorie cho đàn ông được. Cho nên mình phải hiểu rõ và mình phải áp dụng đúng cho cái tuổi và cái chỉ số của mình nữa. Thì giảm 500 calorie là giảm bao nhiêu thức ăn?
thì bên tay phải của các bạn á, nó có để sẵn cho các bạn là cái lượng mình ngắm cỡ bao nhiêu đó. Có nghĩa là theo mình ước tính á, là các bạn phải giảm ít nhất một buổi ăn một ngày. Thay vì bạn ăn 3 buổi thì bạn chỉ giảm được ăn 2 buổi thôi. À. Mình thì á, mình rất là lười ngồi lấy tape ra lấy dây hay là lấy cái gì tính toán quá kỹ lưỡng, cho nên cách tốt nhất là bạn dùng cái cách đồ ăn để lượng bằng tay. Ví dụ như một cái bàn tay của bạn là khoảng ba một miếng thịt sườn cốt lết đi, đó là một miếng thịt. Còn một cái chung như vậy là một một cốc nước, một cốc gạo, một cốc trái cây, hoặc là một cái ngón tay cái như vậy á, thì là khoảng một muỗng dầu ăn đó. Thì khi bạn nấu ăn cũng vậy, hay là khi bạn ăn vậy, bạn định lượng được bằng cái tay của mình đó là sẽ khiến cho bạn dễ định lượng được là mình cần phải ăn ít lại bao nhiêu, hoặc là ăn bấy nhiêu là đủ rồi cho cái 500 calorie của mình muốn á. À, chị Lan ơi, chị có loại muốn nói về cái lựa chọn dĩa thức ăn không chị? Em thấy bữa trước chị nói về cái ăn một nửa là cái trái cây rau củ gì á chị. Em có cái slide Tú này cứ nói hết chương trình của Tú đi, rồi khi nào cần bổ sung gì thì chị sẽ nói, hoặc là dạ có dạ bạn nào hỏi thì chị phải chia sẻ. dạ dạ cảm ơn chị Lan. À, các bạn không hiểu gì thì cứ hỏi nha. À, để mình cố gắng mình nói chậm chậm lại chút tại thì khi bạn thấy bên tay phải á, là cái dĩa thì các bạn nên tập ăn theo cái dĩa này. Cái gì con người mình nó rất là nó nhìn bằng mắt nhiều, rất là dễ ấn tượng bằng mắt hơn, cho nên tập ăn bằng cái dĩa này. Bạn mua một cái dĩa về, cái dĩa trung bình nha, cái dĩa xà lách trung bình đó đó, cho bạn chia ra, một nửa, 1/4 là trái cây, 1/4 nữa là rau củ, cho nên một nửa sẽ là trái cây rau củ, 1/4 sẽ là gạo lứt. Nếu Việt Nam mình hay ăn gạo thì gọi là gạo lứt. 1/4 nữa là chất đạm protein. Bạn có thể uống sữa nếu bạn muốn, nhưng mà mình nghĩ là nên là sữa không béo và có bổ sung canxi, vì càng lớn tuổi, nhất là phụ nữ, chúng ta cần phải chúng ta thiếu rất nhiều về canxi, cho nên chúng ta có thể uống sữa bổ sung thêm canxi. Nhưng nếu bạn nào mà bị không 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 có bị dị ứng với chất lactose, bạn có thể mua cái sữa sữa hạnh hạnh nhân mà dành cho những người bị lactose, dị ứng lactose cũng được. Và nhất là bạn nên tập uống nước thay cho thức uống có đường. Thì chọn rau củ thì các màu, càng màu đỏ, màu cam, màu xanh đậm thì nó càng tốt các bạn. Càng màu tốt, cái màu đỏ, cam, xanh đậm thì nó chứa rất là nhiều nhiều chất dinh dưỡng cho rau củ của các bạn. Ăn một nửa số là ngũ cốc nguyên hạt. Nguyên hạt là sao? Có nghĩa là nó không có bị xay ra, nó không có bị bào mòn hết. Giống như bánh mì nâu hay gạo lứt, bắp rang là những loại ngũ cốc nguyên hạt. Cái loại này thì nấu thì hơi mất thời gian thật. Để tiết kiệm thời gian hơn thì các bạn có thể nấu một lúc nhiều và chia ra thành khẩu phần và để vào đông lạnh. Cho nên nó có thể hâm lại, và khi hâm lại thì ăn cũng rất là ngon. Bạn có thể trộn thêm đậu, giống như mình thấy người Hàn Quốc á, thì là trộn thêm gạo lứt với đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen gì đó để nó giảm lượng ngũ cốc nhưng mà nó lại tăng cái lượng protein vô, để cho bạn tập quen từ từ để giảm cái lượng chất tinh bột á. Thì mình làm giảm từ từ thôi các bạn. Mình
Nhưng mà mình có cái kinh nghiệm của bản thân á, là khi mình ăn cái ngũ cốc nguyên hạt này á, mình ăn ít mà dễ no đầy hơn là ăn cái gạo gạo trắng tinh của Việt Nam mình. Mình ăn gạo trắng tinh của Việt Nam mình ăn những hai chén nữa. Còn ăn cái ngũ cốc nguyên hạt này mình ăn có một chén thôi mà đã cảm thấy rất là no rồi, không thể nào ăn hơn được nữa. Đó là cái tác dụng của cái ngũ cốc nguyên hạt đó bạn, để nó có nhiều chất xơ hơn á. Thì khi mà bạn đi đi mua và tiêu dùng về cái loại này á, thì các bạn phải đọc cái nhãn mác để coi cái hàm lượng chất xơ bên trong nó nhiều hay không. Càng nhiều chất xơ thì nó càng tốt về cho đường tiêu hóa, đường cũng dễ giúp cho mình no hơn á các bạn. Về đọc phần nguyên liệu của các sản phẩm, thường thường nó có tên gọi là lúa mì nguyên hạt, gạo lứt, lúa mì sơ chế, bột kiều mạch, bột yến mạch, bột bắp nguyên hạt, bột yến mạch nguyên hạt, lúa mạch đen nguyên hạt. Nói chung nó có chữ nguyên hạt ở trong đó, thì các bạn cho các bạn dễ mua hơn. Thì giống như mình có nói là khi mà các bạn uống thì thường uống nước là rất là chán các bạn. Cho nên là mình có nghĩ là bỏ thêm cái công thức cắt dưa chuột, dưa leo và bạc hà tươi vào đá, mát lạnh, bỏ trong tủ lạnh sẵn. Thì cất vào tủ lạnh và uống trong vòng 24 giờ thì sẽ giúp nó tăng thêm cái mùi vị ở trong cái nước đó, nhưng mà nó lại không có đường ở trong mà khiến mình dễ thích uống nước hơn. Hoặc là các bạn có thể uống nước khoáng Vĩnh Hảo mình thấy cũng được. Nếu bạn nào đã quen uống soda giống như mình hồi xưa, mình phải tập mình bỏ cái soda đi, mình uống nước khoáng mà có ga nhưng mà không có đường. Phải từ từ, cái gì cũng từ từ, chứ mình bỏ hồi là mình rất là ngứa ngáy. Thì ở đây ăn, đây là cái kiểu Việt Nam ăn thì mình vẫn ăn giống như là bún thịt nướng đó, các bạn vẫn ăn bún thịt nướng nhưng mà bỏ bớt bún ra thôi. Bạn thấy trong cái tô đó là hơn một nửa là rau, 1/4 là thịt, có chút xíu bún thôi. Cái nước bên bên cạnh là trái cây nè, với lại đó đồ chấm nó vẫn rất là ngon nha các bạn. Đó, các bạn bún thịt nướng thì các bạn biết nấu rồi, mình đó mình không giỏi về đầu bếp lắm. Sau sau đây thì xin chị Loan nói thêm về chất đạm protein nha chị Loan. Được không ạ? Em thấy em nói không mình cũng ngại. Ủa, như Tú có chuẩn bị cái bài chia sẻ về protein rồi mà đúng không? Dạ đây. Ở trên mạng Thì một tí em cứ chia sẻ đi chị, thì chị chưa có vài ý về những cái kiến thức mà chị đọc được, cũng như về cái lựa chọn protein đó, thì chị sẽ chia sẻ bổ sung thêm cái phần sau này. dạ. Vậy em xin phép nói tiếp ạ. Các bạn có câu hỏi gì cứ hỏi nha. Thì chất đạm là rất cần thiết cho cơ thể, giống vì trong cơ thể chúng ta không có thể tự tái tạo amino acid được, cho nên chúng ta phải lấy amino acid từ chất đạm như thịt và đậu hũ. Thì những cái chất này được hấp thụ bởi ruột non, và nhờ những cái amino acid từ những cái chất đạm này, protein này, thì cơ thể của chúng ta dùng để tái tạo cơ bắp, da và mô. Tuy nhiên chất đạm không phải là nguồn năng lượng chính, nguồn năng lượng chính của chúng ta vẫn là carbohydrate, đường, glucose. Nhu cầu của chất đạm mỗi ngày theo quy định là 0.8 gram cho mỗi kg một ngày. Ví dụ như bạn 10 kg là 8 gram, mà 80 kg là ta 24 gram. Thì khi chúng ta ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể thì chất đạm này sẽ được tạm thời chuyển thành glucose hoặc mỡ bởi gan của chúng ta. Chất đạm và việc giảm cân,
Người béo phì thường tiêu thụ nhiều hơn 50% lượng đạm so với người có cân nặng bình thường. Cho nên khi giảm cân, chúng ta không chỉ giảm mỡ mà còn phải giảm protein. Việc nhịn ăn sẽ kích hoạt cơ thể chúng ta để chuyển hóa lượng protein thừa trong da và mô. Đó là tại sao chúng ta nên nhịn ăn gián đoạn. Sau khi nhịn ăn, khi bạn ăn lại thì cơ thể vẫn sẽ bắt đầu tái tạo lại lượng protein cần thiết. Cái việc nhịn ăn á, thì trong khi nhịn ăn á, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra cái hormone tăng trưởng á, các bạn, thì sẽ giúp ra chúng ta cơ thể tái tạo lại xương và cơ bắp. Lượng đạm mỗi ngày bao nhiêu là đủ? Thì một phụ nữ 60 kg thì cần khoảng 48 gram protein. Thì trong khoảng 4.5 ounce thịt là 130 gram thịt. Thì các bạn nhìn đó mà tính ha. Mình nghĩ khoảng 100 gram thịt mỗi ngày thì vẫn ok. Đàn ông 90 kg thì cần 73 gram protein, tức là khoảng 8 ounce thịt, khoảng 227 gram thịt. Công thức này dành cho người bình thường chưa muốn giảm cân. Thì khi mà mình thấy con số trong đầu á, là mình biết là bình thường mình ăn một lát là mình đã đủ cái lượng protein cần trong một ngày rồi, mình không cần phải ăn nhiều hơn. Thì trong đầu mình cứ nghĩ như vậy á, từ từ mình sẽ tự điều chỉnh được. Thì cái nguồn protein á, thì là từ động vật, là cái protein hoàn chỉnh nhất, vì chúng ta lấy hết được 20 loại amino acid cần thiết từ động vật để tái tạo cơ bắp. Cái nguồn từ thực vật á, là cái loại protein không hoàn chỉnh. Chúng ta không lấy hết các loại amino acid cần thiết. Cho nên là khi các bạn ăn giảm cân á, các bạn cần phải chú ý, nếu mà các bạn muốn ăn ăn kiêng mà theo kiểu vegan á, ăn các bạn ơi, vegan là gì ta? Các bạn dịch giùm mình được không? Vegan là ăn ăn kiêng thực thực vật ăn kiêng. Em xin lỗi nha, em dịch nó hơi hơi dở. Thì ăn kiêng chỉ ăn các loại thực vật thôi á, thì chúng ta cần phải hỏi bác sĩ để cho mà chúng ta bổ sung cái lượng amino cần thiết ha. Khi ăn kiêng thì ăn bao nhiêu là đủ và ăn khi nào? Thì có nhiều loại ăn kiêng hiện tại bây giờ lắm các bạn, giống như paleo, keto là hai cái loại mà mình thấy là người ta thường dùng để ăn giảm cân á các bạn. Thì paleo á, là có nghĩa là thức ăn mình ăn giống như cái thời kỷ 10.000 năm trước á, paleolithic, ăn nhiều rau củ quả, cá, trứng, hạt, bột, hột, tức là ăn những cái nguyên chất á, mà không qua chế biến, ít chất bột và có nhiều chất béo tốt. Thì về keto thì ăn cực ít chất bột thay thế bằng chất béo để cho cơ thể được kích hoạt theo tình trạng keto để đốt chất béo cho năng lượng, thay vì là glucose thì nó sẽ đốt chất béo cho năng lượng, giúp giảm giảm cân, giảm mỡ. Thì điểm chung của các loại diet này, các loại ăn kiêng này thì là giảm đường, giảm chất tạo ngọt, giảm tinh bột, giảm thức ăn nhanh, chế biến nhiều, ăn lượng protein trung bình vừa đủ, không cắt giảm chất béo. Các bạn sẽ thấy thấy là nó thường không cắt giảm chất béo là tại vì chất béo giúp chúng ta no lâu. Hiệu quả của các loại diet này á, là tăng cảm giác no, làm nhịn ăn dễ dàng hơn, giảm lượng insulin xuất ra
trong cơ thể. Thì khi mình không biết ở Việt Nam thì các bạn có ăn kiêng theo kiểu paleo hay keto không, nhưng mà họ khuyên á, là thì về paleo á, thì là ăn những cái, thật ra thì nó rất là dễ, là ăn có những cái sẵn trong tự nhiên, rau củ quả, các loại hạt, thịt cá, hải sản, động vật hoang dã như nai, dê. Mình thấy ở Việt Nam cũng có nhiều người ăn lẩu dê. Mình rất là thích lẩu dê luôn. Không ăn các thức ăn hiện đại như tinh bột, đường, sữa, các loại họ đậu. Cái này thì cũng hơi khó. Không ăn các loại thực phẩm làm sẵn, đóng hộp, đóng gói, thức ăn nhanh, kể cả thanh năng lượng và các loại sinh tố. Cái này thì mình thấy đúng các bạn, thường á, khi mà mình đi tập gym và thường hay bán các loại cái bao năng lượng và uống nhiều sinh tố, thì mình nghiên cứu kỹ á, thì mình thấy là nó vẫn có calorie, tuy nhiên nó không làm cho mình no, và nó có thường là rất là nhiều đường, cho nên là mà nó cũng mắc tiền nữa, cho nên là mình nghĩ là không cần thiết khi mà các bạn phải mua những cái loại bo năng lượng này và uống nhiều thứ, đủ thứ các loại sinh tố, supplement, protein supplement, nó chỉ dành cho những người tập thể dục cường lực cao để build muscle thôi các bạn. Chúng ta ăn kiêng chúng ta không cần những cái đó. Chúng ta cần những thức ăn tự nhiên giúp no lâu. Ăn một bữa nhưng mà chất lượng một bữa, no lâu. Khi mà ăn paleo thì chúng ta không có cần giảm lượng carbohydrate, vì có thể ăn các loại củ có tinh bột như khoai tây. Theo mình nghĩ á, thì khi mà đọc qua những cái tài liệu này á, thì mình có thể an toàn kết luận á, là mình ăn những cái diet ít tinh bột thêm chất béo tốt thì là an toàn cho chúng ta hiện nay. Như là những thực phẩm hoàn toàn whole food, có nghĩa là những thực phẩm không qua chế biến, nguyên chất, không được xử lý cao, giống như ăn một trái táo là một trái táo không có xay ra làm sinh tố. Mình cũng thử ăn trái táo rồi, ăn một trái táo đến nỗi mà mình ngán luôn đó các bạn, mình no luôn. Trong khi mình xay ra trái táo, mình lấy xay hai trái táo mình uống một cái ực, không có cảm giác no. Đó, cho nên chúng ta ăn là ăn nguyên chất, ăn một trái táo là một trái táo, không xay ra. Giảm lượng chất bột, carbohydrate ít hơn 50 gram mỗi ngày. Ăn vừa phải protein và chất đạm. Chúng ta cần ăn nhiều chất béo tự nhiên. Thì giống như mình nói, dầu ô liu, avocado, bơ, bơ, dầu ô liu. Rau thì ăn cái loại rau salad, không có ăn cái loại rau có nhiều tinh bột. Như chúng ta có thể ăn bắp cải, ớt chuông, bắp cải xanh. Chúng ta có thể ăn được thịt cá, hải sản, các loại hột, hạt, berries, sô cô la đen nguyên chất nha các bạn, đừng sô cô la đen đường sữa nha. Thì về có nhiều bạn hỏi mình về keto á, diet keto là gì, thì đây là loại loại ăn nghiêm khắc nhất của loại ăn ít tinh bột, vừa phải lượng mỡ, chỉ được ăn 20 gram tinh bột mỗi ngày. Khi đó cơ thể bị bắt buộc phải tiêu thụ mỡ để tạo năng lượng. Vì mỡ không thể sử dụng được chất béo nên gan phải tạo ra ketones để nạp năng lượng cho não. Khi sử dụng ketone, tức là trong cơ thể chúng ta, nếu chúng ta detect được, chúng ta thấy được ketone trong 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 nước tiểu á, thì tức là chúng ta đang ở trong tình trạng đốt mỡ. Nhưng mà rất là khó có thể ăn theo kiểu keto keto này, nhưng mà các bạn có thể từ từ điều chỉnh, nhưng mà mình khuyên là cần phải có sự theo dõi của bác sĩ, vì cái lượng keto trong cơ thể nó cũng phải vừa phải mức thôi, chứ không thôi mình sẽ ở tình trạng bị keto hóa các bạn, rất là
rất là không tốt cho cơ thể thì mình khuyên các bạn là phải đi, nên đi hỏi bác sĩ nha. Thì giống như mình đã nói nhiều rồi, mình chỉ lặp lại lần nữa mà mình sẽ gửi vô trong nhóm cái slide này để mình xong mình sẽ nói tóm lại để cho các bạn nhớ trong đầu để về nhà thực hành thôi. Có nghĩa là ăn nhiều chất béo tự nhiên và ăn thịt có mỡ chứ không ăn thịt ức gà không da không mỡ. Mình biết là mình đã từng ăn ức gà thôi, mình hiểu là cái này nó rất là không có được tự nhiên lắm, nhưng mà theo nghiên cứu mới nhất thì những cái chất mỡ này cộng với cái chất thịt này á, khi mà chúng ta ăn á, chúng ta sẽ no rất là lâu. Vấn đề là chúng ta chỉ ăn một bữa thôi nhưng no lâu, chúng ta sẽ không có cần phải ăn vặt. Nấu thịt với cái dầu tốt cho sức khỏe như dầu dừa, dầu ô liu nguyên chất, bỏ thêm các loại hạt vào xà lách. Trái bơ là rất là tốt, các bạn nói là cái loại chất béo tự nhiên trong tự nhiên. Tránh những dùng dầu, những dầu thực vật chế biến công nghiệp như dầu đậu phộng, dầu bắp. Thì cái này là nghiên cứu mới nhất, họ nói những cái loại dầu này mình sẽ nói thêm vào chương trình sau, trong chương trình chất béo, những cái loại dầu này nó không có tốt cho cơ thể. Giống như mình nói, tiêu thụ protein từ động vật và thực vật, và tránh các loại protein bar, cái loại thanh năng lượng, lại thêm cái bột protein vô, bạn không cần thiết phải sắp, bạn không cần thiết phải bỏ những cái đó thêm, vừa tốn tiền mà chúng ta không cần. Nó nhiều, trừ khi chúng ta là lực sĩ chúng ta cần thôi, chứ thật ra chúng ta không cần. Nó chỉ là thêm nhiều chất, qua nhiều cái loại chế biến thêm đường, chứ không, chúng ta không cần những loại dinh dưỡng như vậy. Không ăn các thức ăn chế biến có sẵn, thức ăn nhanh, và vì chính thức ăn tự nhiên đó làm cho chúng ta dễ no hơn. Thì cái đó là cái phần chia sẻ của mình. Mình xin hết ạ. Có bạn cần hỏi gì nè chị Loan ơi? Bạn giơ tay nè. Các bạn hỏi về ăn chay á chị Loan. Chị Loan có thể trả lời thêm về ăn chay không chị Loan? Thuần chay như thế nào, rồi làm sao mình đủ dinh dưỡng chị Loan? Xin chào các bạn. Thì cảm ơn các phần chia sẻ của Tú. Theo như chị biết á, thì thực ra là cái việc mà mình ăn chay á, nó tùy theo cái trường phái thôi nha. Nếu đứng ở cái góc độ của y khoa thì họ không có ủng hộ cái việc mà ăn chay, bởi vì ở trong cái đạm mà từ ăn chay á, nó không có những cái acid amin thiết yếu, nó bị thiếu một số cái, mà giống như các bạn biết cái protein nó chính là cái phần mà tạo nên cái form, cái dốc dáng của cơ thể của mình á, đặc biệt là cái lớp cơ này, tạo cái khung xương này, tạo luôn cả cái thành phần mà để tạo nên cái hệ miễn dịch của mình, nó cũng từ protein. Cho nên là trong y khoa thì họ không có ủng hộ cho cái việc là ăn chay. Nhưng mà hiện tại thì theo xu hướng thì rất là nhiều người ăn chay, mặc dù y khoa nói rằng thiếu acid amin nhưng mà họ vẫn sống rất là bình thường. Họ cũng, nếu mà biết cách ăn thì họ cũng rất là khỏe các bạn. Họ không biết là có một số người thì người ta lại bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng á, thì đó cũng là một cách. Hoặc là nếu mình biết ăn chay mà mình ăn đúng á, thì các bạn sẽ phải ăn thêm những cái hạt á, giống như hồi nãy Tú nói á, thì trong cái nhóm hạt của mình thì nó có hai nhóm. Một số hạt thì nó tạo ra chất béo, chẳng hạn như hồi nãy bạn có chia sẻ đó là những cái hạt mà nó đến từ hạt đậu phộng, rồi đậu hạt hạt almond, rồi cái hạt hạt ở Việt Nam có hạt hạt
điều hả, đúng không? Thì các cái loại hạt đấy thì nó sẽ cung cấp cho mình nhiều chất béo hơn. Rồi các cái hạt mà nó cung cấp cho mình nhiều protein hơn, mà hôm nãy tôi có nói là giống như là mình khi mình nấu cơm á, các bạn thấy người Hàn Quốc á, người ta lấy đậu xanh đậu đỏ người ta nấu ra, người ta trộn vô trong cơm, thì những cái hạt mà nó nằm bên đậu xanh đậu đỏ hay là đậu nành thì nó cung cấp cho mình nhiều protein hơn. Cho nên rằng trong cái nếu mà mình ăn chay á thì chị nghĩ rằng là các bạn có rất là nhiều kinh nghiệm về việc này và các bạn cũng đã nghiên cứu rất là nhiều. Cho nên là một là mình bổ sung thêm chức năng, thực phẩm chức năng nha, thì các bạn sẽ có một trên trên mạng nó cũng nhiều lắm, chị cũng có tình cờ chị đọc á, là những cái người ăn chay thì nó sẽ thường thường là nó sẽ thiếu cái gì và trong cái thực phẩm chức năng thì nên mua cái gì, thì chị nhớ là chị có đọc cái bài đấy trên mạng, các bạn search thêm. Cái thực tế mà chị thấy mọi người đang áp dụng đó là họ ăn thêm những cái loại hạt mà giống như hôm nay chị có nói á, hoặc là các cái loại nấm nè hay là những cái đậu hũ, thì mình sẽ ăn một cách tương đối đầy đủ là như vậy để mà nó cung cấp cái đầy đủ các bạn ăn chay thì nó chỉ sợ là thiếu protein thôi. Thì thật ra là bây giờ cái việc ăn chay á, hay là mình ăn ít thịt á, nó trở nên có nhiều cái nghiên cứu thì nó cũng nhiều nhiều cái trường phái khác nhau thôi, nhưng mà có người thì khuyên thì trong cái ngay cả một cái người bình thường không có ăn chay á thì người ta cũng ăn một nửa protein từ đến từ thực vật và một nửa đến từ động vật, nó vẫn tốt hơn các bạn nha. Thì đó là cái phần mà những cái gì mà chị biết được hôm nay để chị chia sẻ với mọi người. Cảm ơn chị Loan. Dạ, có bạn Quang nè, là bạn học của em, thì bạn Quang là nam á, thì rất là cảm ơn bạn đã tham gia. Có gì bạn Quang xin chia sẻ thêm cho các bạn nam khác ạ. Thì bạn Quang có hỏi á, là để có thêm vitamin, các chất cần thiết giúp mình duy trì hoạt động cơ thể, thì nếu cơ thể nhịn được hơn nữa không khi mình ăn kiêng, thay vì 3 bữa giờ thêm ăn xuống còn 2 bữa để giảm 500 calorie, mình nên ăn một buổi thôi, như vậy có quá không chị? Có cần phải supplement, uống thêm những cái chất gì cần thiết không chị? Cái quan trọng là hôm ngay từ đầu mình đã nói chuyện với nhau các bạn, khi mà mình chọn lựa cái việc mà mình ăn kiêng hay là mình chọn cái việc mà nhịn ăn gián đoạn thì nó liên quan đến cái việc cái mục tiêu của mình là cái gì. Tùy theo mục tiêu của mình thì mình sẽ có cái chế độ nó đi kèm ha. Chẳng hạn như hôm nãy là trong cái phần cô Viên chưa có chia sẻ lúc đầu á, nếu như mà mình quyết định mình giảm cái số lượng cân nhiều thì mình sẽ cắt cái carbohydrate đúng không? Còn với lại là mình chọn cái chế độ ăn kiêng của mình á, là chế độ ăn là 16-8 hay là chế độ ăn 24, chế độ 36, chế độ 48 giờ, thì nó tùy theo cái mong muốn của mình và mình có cái lộ trình để đi vào cái việc đấy. Chứ bây giờ mình đang ăn rất là quen mà bảo mình nhịn ăn gián đoạn thì biểu mình làm ngay thì mình sẽ không có làm được. Chẳng hạn như mà cái mà mọi người đang đang áp dụng tương đối rất là dễ dễ có thể dễ dàng áp dụng và rất rất nhiều người áp dụng, đó là chế độ ăn 16-8, thì thật ra nó ngay cả những người mà người ta không có muốn giảm cân thì cũng người ta ăn vì sức khỏe. Bởi vì cái chế độ 16-8 thì nó nói như vậy, có nghĩa là sau 12 tiếng á, thì nếu như mà mình không cung cấp thêm cái năng lượng vào thì cơ thể mình nó sử dụng hết cái gluco, thì lúc đó nó sẽ bắt đầu đi tiêu hóa vào những cái mỡ, mà đặc biệt là những cái mỡ trong gan á, mà mỗi lần mình đi siêu âm mình hay nghe cái cụm từ là gan nhiễm mỡ ha, thì các bạn sẽ biết là gan nhiễm mỡ thì nó sẽ dần dần nó sẽ đi đến là xơ gan, rồi sau đó nó ung thư gan, rồi đó là một cái quá trình. Hoặc là gan nhiễm mỡ thì khi mà nó tràn đầy trong mỡ rồi thì nó sẽ qua tụy nhiễm mỡ, thì nó giảm cái việc tiết insulin đó các bạn, nó ảnh hưởng tới những cái chu trình của cái đấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của mình, hoặc là tích tích tụ ở những cái mạch máu, tích tụ ở cái mỡ bụng của mình, tất cả các cái. Thì người ta rất là mong muốn là cái việc là mình không cung cấp cái thực phẩm trong một khoảng thời gian dài để cơ thể của mình thì nó sẽ đi hết 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 cái năng lượng để xài, thì nó sẽ bắt buộc lấy cái năng lượng từ mỡ, thì nó giúp cho mình cái việc đồ giảm mỡ ha. Rồi nếu mà có những bạn thì người ta sẽ chọn cái chế độ ăn mà chị thấy Tú cũng có chia sẻ đó, thì giống như là 24 tiếng, thì sau 24 tiếng thì nó lại hay hơn nữa, bởi vì nó lúc đó nó tham gia vào cái quá trình là chỉnh sửa tế bào.
À, những cái tế bào của mình mà nó không có perfect, nó không có tốt, nó bị khiếm khuyết từ trước tới giờ đó các bạn, thì những cái tế bào đấy thì nó sẽ được chỉnh sửa, nó giúp cho mình tái tạo lại những cái tế bào mà nó trở nên khỏe hơn từ lúc mà mình biết cách ăn đồ này kia. Thì ngoài ra nó giúp cho những khi mà cái tế bào mình nó được chỉnh sửa bằng những cái tế bào tốt, khỏe đẹp hơn á, thì mình sẽ trẻ đẹp hơn nữa, thì nó giúp cho những cái hệ miễn dịch của mình tốt hơn, mình trẻ khỏe đẹp hơn. Thì những cái chế độ ăn từ sau 24 tiếng, nếu như ăn sau 24 tiếng thì nó có tác dụng là như vậy. Thì không biết là các bạn bạn quan á, là mà mình giảm, mình tập từ từ thôi các bạn. Thì mình nếu mà tùy theo, ví dụ như mình chọn chế độ ăn mà nhịn ăn gián đoạn 16-8 thì mình sẽ bỏ một cữ ăn, thì một cữ ăn của mình có thể là buổi sáng hoặc là buổi chiều, tùy theo mọi người có thể bỏ cái nào. Chẳng hạn như là ở đây thì chị thấy là đa số thì người ta hay chọn là bỏ ăn sáng ha, còn chị thì chị lại bỏ ăn chiều, cho nên là mỗi người nó sẽ chọn cái phù hợp với mình. Còn cái chọn tí là bộ mình phải tập dần ha, mình phải vô cái chế độ ăn là 16-8 trước. À, rồi hả, nếu mà có một số bạn thì thấy là không vô ngay 16-8 được thì sau đó người ta sẽ vô là 10, 12, 14, rồi từ từ người ta sẽ có lộ trình thì người ta nâng lên, và sau đó là nếu mà đi được cái chế độ 24 tiếng thì rất là tốt, bởi vì nó sẽ lúc đó nó giúp cho mình dọn dẹp những cái tế bào tái tạo, sửa chữa là những cái tế bào tốt đẹp, thì giúp cho mình trẻ khỏe hơn nữa. Đó là cái chương trình như vậy. Nhưng mà để vào những cái đấy thì thực ra là cái tại vì cũng ngay từ đầu nói cái chương trình này nó không chỉ giúp cho mình giảm cân không, mà đa số hôm bữa các bạn gõ lên thì có số các bạn không có bị béo phì đúng không, mình cũng không giảm cân. À, nhưng mà mình sẽ làm sao mà mình có cái chế độ ăn mà nó gọi là healthy á, nó tốt cho sức khỏe của mình. Thì trong này thì Tú cũng có chia sẻ về cách mà mình sẽ lựa chọn các cái loại thực phẩm, và cách mình ăn uống như thế nào để nó giúp cho cái cơ thể của mình á, nó khỏe hơn, mình sống khỏe hơn, sống xinh đẹp hơn ha. Thì đó là cái chứ không phải mục tiêu là chỉ giảm cân không. Nếu mà giảm cân thì bằng ngoài cái chuyện mà lựa chọn thực phẩm thì mình phải biết cách để mà mình nhịn ăn gián đoạn, kết hợp rất là nhiều cái, giống như là sau đó là phải có tập thể dục ha. Và thậm chí là có một số người thì đưa cái chương trình thiền vô các bạn, tại vì trong lúc cái thiền á thì nó giúp cho mình cái năng lượng á, thì nó đến từ 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 vũ trụ, từ đất, thì nó giúp cho mình sẽ có cái cảm giác no tôn nhẹ hơn ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái việc thiền á, thì nó sẽ giúp cho mình giống như mình ý thức hơn á, mình tỉnh thức, giống như những người thiền thì người ta nói là mình hay tỉnh thức, thì người ta sẽ làm chủ được cái việc mà những cái hành động hàng ngày của mình, lúc mình đói thì mình sẽ làm như thế nào, mình không có ăn, mình không có ăn trong ấy, thì mình nhận thức được những cái việc đấy. Và chị có nghe Lão Thoáng Thú có chia sẻ giống như là trong cái lúc mà mình nhịn ăn á, thì có những lúc cơ thể mình đói, thực ra đó là cái đói giả tạo thôi, nó không phải là cái đói thật đâu, nhưng mà nếu mình lướt qua được cái giờ đó, mình cái việc mà mình đói á, nó sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày đến tối đa là một tuần lễ đầu tiên thôi, thì sau đó mọi cái thì cơ thể mình nó cũng sẽ gieo quen dần, mà đa số là cái đói đói giả tạo. Giống như chị thì chị nhìn ăn cái cử buổi chiều á, buổi tối á, thì buổi tối chị rất là đói, nhưng mà tới sáng thì mình ngủ giấc ngon lành, tới sáng á, mình cảm thấy mình không có đói nữa, thì đó là mặc dù mình không có cung cấp năng lượng, thì cái đó là cái cách mà chị đã đi qua, nó là như vậy. Dạ, em cũng nhịn buổi tối được chứ không nhịn buổi sáng được đó chị. Em cũng giống chị. Bạn nói, các bạn hỏi là bị ăn chay có bị thiếu vitamin B12 với sắt, với kẽm hay canxi không ạ? Thì các bạn hỏi như vậy á chị. Hồi nãy chị có chia sẻ rồi đó các bạn, thì cái ăn chay á, thì nó tùy theo theo cái cách mình ăn ha. À, tại vì khi mình đừng ăn kiêng nhem quá, tại vì giống như có một số người thì người ta chỉ ăn có gạo lứt muối mè đó, thì nó sẽ dễ bị thiếu. Còn bây giờ tương lai nếu như mình nổi vitamin B12 thì nó có trong đâu, nó có trong mấy cái gạo, cái cơm gạo của mình, mà cái phần gạo lứt, mà cái phần cám đó, thì đó là vitamin B12 này. Rồi cái thứ hai là chất kẽm sắt đồ này kia, thì nó đường hay có trong, ngoài ngoài cái chuyện nó có trong thịt mà mình đã không có ăn đúng không, thì nó có các nãy mà Tú cũng có nhắc với mình, ngay cả mình không ăn kiêng mình cũng phải ăn như vậy, có nghĩa là những cái rau mà nó có nhiều màu sắc á,
rau có nhiều màu sắc thì nó sẽ giúp cho mình có nhiều cái chất chất kẽm, chất sắt hơn ha. Rau màu xanh đậm nè, màu đỏ đồ này kia đó, ăn cái rau mà nó càng nhiều màu sắc thì nó sẽ giúp cho mình có cái giúp bổ sung thêm những cái phần mà các bạn đang đề cập. Mà giống như hôm nay chị có nghe Tú có nói với mình là mình nên ăn nhiều cái rau xanh, ăn nhiều cái rau mà nó không có qua chế biến đó các bạn. Thì cái tác dụng của cái thực phẩm mà nó không có qua chế biến thì trong đó nó còn nguyên cái enzyme ha. Thành thành ra cái thực phẩm mà chúng ta càng chế biến thì chúng ta càng mất chất nhiều, thì thực sự đó là như vậy. Cho nên cái việc mà mình ăn cái thực phẩm không qua chế biến thì nó giúp cho mình còn nguyên cái enzyme, và nó sẽ giúp cho những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể của mình nó có enzyme để nó sử dụng. Còn nếu như mà mình ăn cái thực phẩm mà mình luôn nấu chín hết tất cả các cái mà mình không có ăn cái thực phẩm còn tươi chưa qua chế biến á, nó thiếu enzyme thì nó sẽ sử dụng cái enzyme ở trong cơ thể của mình, thì nó làm cho những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể của mình nó không có diễn ra tốt, và thậm chí là nó gây ra một cái số đó rằng là nó chuyển hóa lệch lạc, nó gây ra béo phì, hay là nó sức khỏe mình nó không có tốt. Thì thực ra người ta khuyên một ngày mình phải ăn cái trước khi ăn á, thì ngoài cái chuyện mình ăn những cái rau xào nấu chín đồ này kia, mình nên có những cái phần mà thực phẩm còn nguyên chưa qua chế biến nó cung cấp cái enzyme cho mình. Và cái này em mới nghe luôn đó chị, cảm ơn chị Loan nhiều. Em cũng có nghĩ là nó tốt mà em cũng không hiểu rõ là làm sao, cảm ơn chị Loan giải thích. Bạn hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra khi cơ thể chúng ta chỉ nạp đạm từ động vật kèm với rau củ mà không nạp đạm không nạp carbohydrate từ cơm ạ? Tức là hoàn toàn bạn này muốn bỏ hoàn toàn cơm luôn, tức là tinh bột luôn á chị, có nên không chị? Cái hồi nãy mình đã nói ha, nó tùy theo cái mục tiêu của mình. Nếu mà mục tiêu của mình là giống như là mình đang bị tiểu đường ha, hay là mình béo béo phì, mình muốn giảm cân nhiều thì mình sẽ giảm cái carbohydrate, hoặc là mình cắt luôn cái carbohydrate, đúng không các bạn? Thì cái việc mà mình cắt carbohydrate á, thì thật ra nói vậy chứ ở trong tất cả các cái loại rau của mình ha, trong đặc biệt là các bạn sẽ biết nè, củ cà rốt, củ cải trắng, nó rất nhiều carbohydrate các bạn. Cho nên là cái việc mà mình không có ăn cái carbohydrate thật ra nó cũng không có thiếu. Và thật ra là các người ta cũng, nếu mà những cái chế độ mà người ta vô người ta ăn kiêng á, thì người ta sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn chủ động á, thì người ta sẽ ăn cái carbohydrate nó nằm trong, không ăn carbohydrate đó là người ta cắt giảm từ từ từ, và sau đó nó không ăn carbohydrate thì nó trong vòng khoảng từ 3 đến 4 tháng thôi. Rồi sau đó người ta vào một cái giai đoạn chủ động thì người ta sẽ ăn một lần carbohydrate trong ngày. Ăn một lần carbohydrate trong ngày, rồi sau đó rồi người ta sẽ vào cái giai đoạn thụ động. Giai đoạn chủ động lần thứ hai nếu người ta muốn tiếp tục giảm cân, còn không nếu muốn tiếp tục giảm cân thì người ta sẽ ăn lại cái carbohydrate ở giai đoạn thụ động. Mà cái carbohydrate mà giống như hồi nãy trong cái lần trước Tú có chia sẻ với mình đó, là nó có cái chỉ số mà GI thấp á, nó có hai cách ha. Nếu mà các bạn muốn, có một số bạn giảm cân các bạn không cắt được carbohydrate thì nó sẽ có hai cách. Sự lựa chọn carbohydrate thì trên mạng bây giờ nó rất là nhiều, và hôm bữa Tú cũng có chia sẻ đó là các bạn sẽ lựa cái carbohydrate mà nó có cái chỉ số GI thấp á, thì nó sẽ giúp cho mình cái sự hấp thu của cái thực phẩm đấy vào trong máu của mình, nó không có làm cho tăng vọt cái insulin lên ha. Không tăng vọt insulin lên thì nó sẽ không có tăng cái đường huyết nhanh, và nó không có không, không nó sẽ tốt cho cơ thể của mình. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là cái việc là nếu mà mình muốn ăn carbohydrate thì các bạn phải nên, hôm bữa mình có chia sẻ và trong này thấy mọi người, cái bạn mà hồi nãy bạn 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 Khánh Phạm thực hành rất là đúng đó các bạn, là mình sẽ ăn rau trước, mình ăn thịt trước, sau đó mình mới ăn carbohydrate. Thì chính vì cái carbohydrate trong đó khi mình ăn vào nó có rau này kia thì cái sự hấp thu nó cũng chậm lại, nó không có tăng vọt cái insulin ở trong cơ thể của mình, đường huyết nó không có lên nhanh. Thì cái đó là hai cái cách mà khi chúng ta đi vào trong cái thực phẩm mà mình ăn, nếu mà mình không có không không kiêng được thì mình vẫn ăn, nhưng mà sẽ mình ăn sau cùng hết ha. Đó là mình sẽ lựa chọn là cái loại thực phẩm mình chọn, và cái thứ hai đó là cái cách mình ăn sau cùng. Cái gì nữa?
Dạ, còn một câu cuối cùng nữa nha chị Loan, rồi mình sẽ kết thúc lớp học đúng giờ. Em gầy và bụng mỡ nhiều, làm thế nào để nhịn ăn gián đoạn mà cơ thể không xơ xác và hóp má vậy chị? Cái hôm nãy thì mọi người cũng có chia sẻ rồi, cái việc mà mình ngại nhìn nhìn ăn gián đoạn á, thì nó sẽ giúp cho mình muốn giảm được cái mỡ bụng thì hôm nãy là mình sẽ phải cái mình khi mà mình nhịn ăn 16 tiếng hay 4 tiếng thì nó sẽ đi lấy những cái tế bào mỡ để nó tiêu hóa đó. Còn cái bụng mình mỡ chứ mình phải tập thể dục thêm các bạn, giống như hôm nãy mình nói, ngoài cái chế độ ăn của mình, mặc dù cái việc tập thể dục nó sẽ rất khó để có thể giảm số calorie của các bạn, bởi vì hôm nãy tôi cũng nói với các bạn là cái việc mà mình gây ra cái sự thiếu hụt calorie để mình giảm cân thì chủ yếu nó từ cái việc mình ăn uống, mình ăn giảm xuống thì mình mới giảm được cái cân nặng, chứ tập thể dục nó không có giảm cân cho mình nhiều lắm đâu. Từ khi những kỳ là mình có PT hay mình đi vào là mình tập một cái chương trình nó rất là bài bản, nó vài tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê nó đổ ra, hay là cái nhịp tim nó tăng lên 140 thì lúc đó các bạn mới hy vọng đốt được calorie. Thì cái điều đó là cái thực tế mà mình nói, nhưng mà chuyện người ta vẫn khuyên chúng ta nên tập thể dục, bởi vì cái việc tập thể dục nó giúp tiết ra những cái hormone á, serotonin rồi này kia, hay hormone về những cái dopamine, nó giúp cho mình có cái có gọi là cái hormone hạnh phúc á, thì giúp cho mình sẽ có cái suy nghĩ tích cực hơn, mình sống tốt hơn, khỏe hơn thì mình mới thực hiện được những cái chế độ ăn kiêng, mình vui vẻ hơn đúng không? Còn mình không có sức khỏe mà mình ủ rũ thì biểu mình ăn kiêng chắc có lẽ là cũng cũng khó. Đó là cái việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa, giúp cho mình có cái form, cái dáng nó đẹp hơn, nó build cái cơ của mình, và cái dáng mình nó thẳng, nó trở nên đẹp hơn, và nó giữ cho mình được giữ được cái cân của mình, mặc dù nó không giảm nhưng mà nó giữ được cái cân và nó tốt cho sức khỏe của mình, thì mình phải tập tập thể dục thôi các bạn. Tại vì cái bụng nó, cái mỡ nó rất là, cái bụng nó rất là quan trọng. Nếu mà cái cơ bụng của các bạn lúc tập thể dục mà các bạn tập được cơ bụng khỏe thì các bạn giữ cái form dáng nó đứng, nó mệt, chị thấy có một số người ngồi cứ khom khom xuống vậy nè, à, trong lúc ngồi ấy. Nhưng mà nếu như những cái người mà người ta có cơ bụng khỏe đó, người ta giữ được cái dáng nó thẳng, nó đẹp hơn cho mình. Cho nên là cái chuyện mà mỡ bụng mình nhiều á, là thật ra là mình sẽ phải cố gắng cái việc ăn kiêng, chắc chắn nó sẽ giúp cho mình giảm. Bởi vì khi mà đặc biệt là các bạn nhịn ăn gián đoạn thì nó sẽ đi dọn dẹp những cái mỡ, mà đặc biệt là nữ của mình hay có mỡ bụng. Và cái thứ hai là mình phải tập thể dục để giữ cho cái form dáng cái của mình nó đẹp hơn. Dạ, có câu hỏi này hơi khó, nhưng mà bạn hỏi là nếu không nhịn ăn gián đoạn thì có cách nào kích thích stem cell không chị? Từ bạn Levi ạ. Tức là nhưng mà mình xin hỏi bạn Levi là kích thích stem cell để làm gì hay mục đích gì? Thì chị có thể trả lời thêm cái vấn đề này không chị Loan? Cái như vậy nè các bạn, là giống như hôm nãy mình nói là cái việc mình nhịn ăn thì giúp cho cái khi mà nó đủ thời gian 24 tiếng á, thì nó sẽ giúp cho đi dọn dẹp, nó chỉnh sửa, nó tạo ra những cái tế bào khiếm khuyết á, nó sẽ chỉnh sửa lại, hoặc là nó cho tế bào đó chết đi, nó tạo ra những cái tế bào tươi mới, khỏe hơn với cái giai đoạn mình ăn đúng đúng không? Còn cái stem cell á thì thật ra như vậy á, là cái những cái nghiên cứu mới này á, thì ở Việt Nam chị thấy là mọi người đang rất là thần tượng về cái việc stem cell, là nhưng mà ở hiện tại bên Mỹ thì nó chưa có được cái FDA approval, là bởi vì á, là cái nó có những người ta rất là kỳ vọng stem cell có thể làm cho mình trẻ hóa nè ha, rồi mình chữa cho một số bệnh. Nhưng mà những cái công trình nghiên cứu đến thời điểm này á, thì nó 50-50. Có những người thì nó active, có những người thì nó không có. Rồi đó là cái việc mình dùng stem cell, bởi vì á, là người ta đang muốn những cái tế bào mà mình tươi mới mình cung cấp vô á, nó phát triển theo cái, ví dụ như khi mà nó điều trị bệnh trong bệnh bệnh thoái hóa khớp gối đúng không, nó phát triển tế bào sụn hay nó phát triển cái tế bào xương hay phát triển cái gì, người ta không định hình được cái đấy. Cho nên rằng cái stem cell nó là một cái mở ra rất là tốt, nó còn vẫn, nhưng mà vẫn còn đang nghiên cứu, chưa có được FDA approve để dùng trong làm cho trẻ đẹp hay là dùng làm cho cái
chị điều trị bệnh thì người ta đã vẫn đang kỳ vọng nó rất là nhiều, nhưng mà nó chưa có một cái sự đồng đồng thuận từ FDA, bởi vì những cái nghiên cứu của nó chưa có đủ 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 chứng minh khoa học á. Mà có theo chị hỏi thăm thì có một số người mà làm cái stem cell mà để giúp cho trẻ đẹp thì có một số người work và có một số người không work. Rất là cảm ơn chị Lan, em học hỏi từ chị Lan rất là nhiều luôn. Kiến thức chị Lan rất là rộng. Rất là may mắn được có chị Lan trong chương trình. Thì hiện giờ em đã thấy hết câu hỏi rồi đó chị. Mình cũng nên chào tạm biệt các bạn để chị Lan được nghỉ ngơi. Rồi, xin Dạ. chào chào các bạn nha. Hôm nay chị bay cái Chị bay, chúc chị bay an toàn và thuận lộ bình an nha chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm không? Xin chúc mọi người ngủ ngon nha. À, chào chị ạ. Chúc chị ngủ Dạ, ngon. xin chào mọi Dạ. người. Dạ. Cảm ơn các chị. Cảm ơn. Bye. Dạ. Em chào chị.